do duyên gì con người sanh ra? Câu hỏi này chia làm hai phần chính, ác và thiện. Nếu giảng rộng ra thì rất nhiều, nghĩa tổ trung không ngoài ác thiện. Một phần thứ nhất, do một đại sự nhân duyên độ chúng sanh thiện mà Bồ Tát phát nguyện thì hiện. Do một nhân duyên từ bi vĩ đại, một tâm hồn đầy thiện pháp, đó là Đức Phật Thích Ca giáng sanh tại cõi Ta Bà này cùng với các bậc thánh hiền thể hiện khắp trên thế giới. Hai, phần thứ hai, do nhân giết hại chúng sanh mà ta có mặt trên đời này. Hai, tất cả chúng sanh đều có một chung bản năng là ham sống sợ chết. Ngay cả người nghèo khổ nhất trong đời này cũng vẫn làm lụng cực nhọc để sống qua từng ngày vất vả. Một kẻ quyên sinh tự tử cũng là một kẻ muốn sống mãnh liệt. Họ tự tử để trốn tránh một cuộc sống quá đau đớn hiện tại. Khi mà lòng mong muốn một cuộc sống êm đềm hạnh phúc mà không còn tìm thấy nữa. Cái chết của chúng sanh ngoài sự đau đớn rã rời nơi cơ thể còn có nghĩa là phải vĩnh biệt trần gian với bao nhiêu người thân thương quý mến. Ham sống là một bản năng mãnh liệt và chết chóc là một nỗi cực khổ ghê gớm của chúng sanh. Thế nên sát hại chúng sanh là một điều ngăn cấm thứ nhất trong giới luật của đạo Phật. Vì Đức Phật biết rõ sự giết hại chúng sanh là một điều không may mắn, không an lạc và không hạnh phúc cho kẻ giết hại. Và chính nó là nguồn gốc tạo ra thân này. Nhân giết hại chúng sanh là nhân tạo ra thân mạng mình. Nói một cách khác, chúng ta có thân, đó là quả của hành động giết hại chúng sanh. Và cũng vì thế, khi có thân phải thọ lấy nhiều thứ khổ đau không thể đếm hết được. Không giết hại chúng sanh là một giới cấm rất quan trọng của đạo Phật. Đó là một điều răn cấm khiến cho chúng sanh thoát khỏi thân phàm phu ô trược và không còn lưu chuyển sanh tử luân hồi nữa. Bởi vì giết hại chúng sanh là một tội cực ác, xâm phạm đến tính mạng, cướp lấy mạng sống của chúng sanh, nên con người không thể nào thoát khỏi sự sanh tử. Nhân nặng mạng chúng sanh thì quả phải thọ lấy sự tử vong. Bởi vậy, cướp lấy mạng sống của chúng sanh, dù là loại côn trùng nhỏ nhất nhất như kiến, trùng, dế, mạc, rậm, rệp, chí, vân vân, chính là tạo cái quả cướp lấy mạng sống của mình ở mai sau. Sự giết hại chúng sanh dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo không mất. Khi thời tiết nhân duyên đến thì quả báo tự phải thọ lấy. Theo lời Đức Phật trong kinh giáo thì sự sinh ra con người và vạn vật cũng như
chư thiên đều do nhiều nguyên nhân kết hợp, nhưng nguyên nhân chính là đảm mạng chúng sanh. Nếu một người từng giết người, không lướng tay, không sợ hãi, không dày dò bởi lương tâm, thì chắc chắn người này sẽ sinh ra lại súc sanh để trả cái nhân giết hại. Chúng ta không phải bận tâm tránh đạn né bom, cầu mong an vui hạnh phúc mà được. Chỉ nên bận tâm lo tránh tội ác. Chính tội ác mới chiêu cảm sanh tử, mới chiêu cảm thọ thân sao, mới chiêu cảm hầm trong bom đạn khói lửa, quả quạt thủy tai, hoặc tai nạn này tai nạn khác đến với chúng ta mà thôi.